ghế massage cao cấp Daikyosan. Báo hiếu là không chờ đợi. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Truy bắt nghi phạm đâm chết chủ xe khách tại bến xe ngã tư ga. Lật tẩy vợ diễn cướp 2 tỷ đồng trong biệt thự của hai nữ giúp việc. Trung úy cảnh sát Đồng Nai kể lại giây phút cứu sống 4 người đuối nước. Đi bỏ ốc, bay học sinh đuối nước thương tâm. Ngoại trưởng Ukraine nói quân đội nước này mạnh số 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 11 tháng 4. Sáng ngày 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính vì đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước trong 2 ngày vừa qua. Trung úy Thái Ngô Hiếu là người cứu 4 thanh niên bị đuối nước tại bãi tắm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn anh Nguyễn Đức Chính là người đã dũng cảm nhảy cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8 đang chơi với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Nam Định có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng Trung úy Thái Ngô Hiếu và anh Nguyễn Đức Chính, qua đó nhân lên những tấm gương dũng cảm cứu người để mỗi ngày có thêm nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực và những tấm gương sáng góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên. Liên quan đến clip Trung úy cảnh sát cứu nhiều người đuối nước tại biển Vũng Tàu ngày 10 tháng 4, Trung úy Thái Ngô Hiếu, 33 tuổi, quê Nghệ An, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Online. Theo anh Hiếu, sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ sáng, lúc đó anh đang tắm tại bãi tắm cách nhóm bạn trẻ khoảng 30m. Trước đó anh Hiếu đã thấy nhóm bạn trẻ có khoảng 9 đến 10 người đứng chụp hình và tắm biển. Một lúc sau, một nam thanh niên hốt hoảng chạy trên bờ bê tông. Đoán đã có chuyện không hay xảy ra. Với kinh nghiệm đã từng cứu nhiều người chết đuối trước đó, anh Hiếu nhanh chóng nhảy xuống nước, bơi ra phía khu vực các bạn trẻ đang tắm, đẩy 3 người vào bờ. Sau đó anh Hiếu quay ra cứu thêm một nạn nhân khác. Cùng lúc này, hai công nhân gần đó lao đến cứu thêm 2 nạn nhân khác. Dù một mình cứu được 4 nạn nhân, song anh Hiếu vẫn khá thất vọng vì có một nạn nhân 23 tuổi quê Bến Tre đã tử vong. Nói về hành động của mình, anh Hiếu cho rằng đó là lương tâm con người, khi thấy người bị nạn phải ra tay cứu giúp. Trong khi đó, đến trưa nay, ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Đờ Lê Gia, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự cho 3 em học sinh xấu số bị đuối nước thương tâm khi đi mỏ ốc. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10 tháng 4, em G, 15 tuổi, là học sinh lớp 8 và em gái là T, 10 tuổi, học sinh lớp 4, cùng em D, 12 tuổi, học sinh lớp 5, rủ nhau ra một hồ nước trong buôn cách nhà khoảng 200m để bắt ốc. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc bắt ốc, không may ba em rơi vào khu vực nước sâu. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể ba em và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, gia đình ba em có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Khuya ngày 10 tháng 4, Công an quận 12 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết trong bến xe ngã tư ga. Đồng thời đang truy bắt nghi phạm là một người chạy xe ôm. Theo đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, anh Đê, 36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc, đang ngồi trong quán nước ở bến xe ngã tư ga trên quốc lộ 1, phường Thạnh Lộc, quận 12. Lúc này, một nam xe ôm tên thường gọi là Đỉnh, khoảng 50 tuổi, chạy từ ngoài vào, thấy anh Đê đang ngồi nên tới nói chuyện. Sau đó thì hai người đã xảy ra xô xát. Ông Đỉnh lấy trong người một tu vít, đuổi theo, đâm vào đầu anh Đê, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm bị nhiều người dân vây bắt. Tuy nhiên, đối tượng đã chống trả rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Được biết, anh Đê là chủ xe khách chạy tuyến Vĩnh Phúc, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 2 tháng nay, nạn nhân đã ngừng chạy xe khách, đang có ý định bán xe khách để chuyển qua chạy xe tải chở hàng. Hiện công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành truy bắt. Hai nữ giúp việc đã cấu kết với nhóm người thân lên kế hoạch dàn cảnh cướp hơn 2 tỷ đồng tại các biệt thự trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã vào cuộc lật tẩy vợ diễn trong 2 giờ. Tối 10 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ Lê Thị Dư, 72 tuổi,
Đào Thị Dụng 52 tuổi, Lê Minh Trung 37 tuổi, Lê Thị Hồng 35 tuổi, Lê Hoàng Khanh 42 tuổi và Nguyễn Quốc Thái 28 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra còn có Bùi Thị Thảo 26 tuổi do đang mang thai nên được tại ngoại. Theo điều tra của công an và lời khai của nhóm nghi phạm, bà Dư là người giúp việc tại căn biệt thự, cũng là một công ty trên đường Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, hơn 22 năm. Hồng, cháu bà Dư, cũng là người giúp việc trong nhà này. Thấy công ty để nhiều tiền trong nhà, bà Dư nảy sinh lòng tham nên bàn bạc với người thân để dàn dựng vụ cướp. Tối 9 tháng 4, chủ nhà ra ngoài ăn tối, biệt thự chỉ còn lại em S, 14 tuổi, con chủ nhà, cùng hai người giúp việc là bà Dư và Hồng. Bà Dư thấy đây là thời điểm thích hợp để hành động nên báo cho đồng phạm ra tay. Các đối tượng bấm chuông cửa, giả làm người giao hàng rồi xông vào khống chế người trong nhà, lấy đi nhiều cọc tiền. Sau này xác định hơn 1,8 tỷ đồng và 10.000 đô la Mỹ rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ, công an đã lật tẩy được vở diễn của gia đình bà Dư và bắt 7 người. Công an cũng thu giữ toàn bộ tài sản trong vụ cướp. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Chuyển sang phần tin thế giới, các quan chức quân sự Mỹ dự đoán Nga sẽ mở một cuộc tiến công quy mô lớn từ thành phố Izum đến thành phố Dnipro của Ukraine sau khi xuất hiện những ảnh vệ tinh đoàn xe quân sự Nga xuất hiện gần Izum vào cuối tuần trước. Theo báo New York Times, ngày 10 tháng 4, các quan chức Mỹ tin rằng Nga sắp tiến đánh thành phố Izum để mở đường tiến đến Dnipro, nơi được xem là cánh cổng cho việc tiến công các thành phố quan trọng khác vùng Donbass. Đánh giá được đưa ra sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy hàng trăm phương tiện quân sự được cho là của Nga di chuyển qua thị trấn Veliky Polak phía đông thành phố Izum cuối tuần trước. Giao tranh đã gia tăng xung quanh Izum kể từ khi Nga tuyên bố tập trung hoạt động tác chiến ở phía đông Ukraine và rút hàng chục ngàn quân khỏi miền bắc Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC phát ngày 10 tháng 4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố nước này đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tại Kiev và có đội quân mạnh số 2 thế giới chỉ sau Mỹ nếu xét về năng lực chiến đấu. Ông cũng tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí. Khi được hỏi Ukraine cần vũ khí gì để giành thắng lợi, ông Kuleba cho rằng các nước không nên sa vào tranh luận những gì Kiev cần và không cần. Trước câu hỏi liệu có thể đánh thắng quân đội Nga chỉ với quân đội của mình và quân nhu từ phương Tây, Ngoại trưởng Ukraine tự tin có thể làm được. Ngày 10 tháng 4, nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra trên khắp các thành phố ở Pakistan, làm rung chuyển đất nước này khi hàng ngàn người xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với thủ tướng bị phế truất Imran Khan. Trước đó một ngày, cựu thủ tướng Khan đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, khi nhiều người cùng đảng bỏ rơi vì cáo buộc ông không xử lý được khủng hoảng kinh tế và thất bại trong thực hiện những lời hứa lúc tranh cử. Các cuộc biểu tình nổ ra hôm ngày 10 tháng 4 do đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của ông Khan dẫn đầu. Đảng này đã kêu gọi các thành viên và những người ủng hộ xuống đường để phản đối việc phế truất ông Khan trên khắp đất nước. Nhà lãnh đạo 69 tuổi bị phế truất sau 3 năm rưỡi lãnh đạo quốc gia 220 triệu dân. Quốc hội Pakistan sẽ họp vào ngày 11 tháng 4 để bầu thủ tướng mới. Mới đây, cụ ông Ivor Button, 95 tuổi, người Anh, đã lập kỷ lục Guinness Thế giới, trở thành người đi bộ trên cánh máy bay lâu nhất và cao tuổi nhất. Ông Ivor Button đã đánh bại kỷ lục trước đó của ông Tom Leckie, 93 tuổi, khi thực hiện kỷ lục vào năm 2013. Được biết, ông Ivor Button là người thích mạo hiểm, mê môn bay lượn và khinh khí cầu. Tối ngày 10 tháng 4, cơ thủ Mỹ San Van Buenen thắng hạt giống số 1 Albin Alshan 13-6 ở chung kết giải pool 9B thế giới. Hai cơ thủ so kè quyết liệt từ khai cuộc, bước ngoặt đến ở ván 12 khi Alshan giấu bị cái vào sau hai bị khác, không còn đường thẳng đến bị số 1. Nhưng Buenen cân băng dài bị cái để đưa bị mục tiêu xuống lỗ. Kể từ đó, Buenen thắng liền 8 ván để kết thúc trận đấu cách biệt 13-6. Buenen vượt qua chính Alshan để trở thành cơ thủ số 1 thế giới. Anh nhận phần thưởng 60.000 bảng, khoảng 78.000 đô la Mỹ cho chức vô địch. Buenen sinh ngày 14 tháng 7 năm 1983 tại bang South Dakota, Mỹ. Anh bị khiếm thính bẩm sinh và phải đeo máy trợ thính khi thi đấu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mai, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều có mức nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cụ thể, tại các thành phố Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau, chỉ số này có lúc lên mức 11, tức là mức nguy cơ gây hại rất cao cho sức khỏe con người. Trong 2 ngày tiếp theo, chỉ số tia cực tím vẫn duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Chuyển sang thời tiết tại một số khu vực vào ngày mai, ngày 12 tháng 4. Thành phố Hà Nội trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 24 đến 31 độ C. Bà Rịa Vũng Tàu trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C. Còn thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh Tây Nam Bộ trời khá dễ chịu với nền nhiệt dao động từ 25 đến 33 độ C. Có lúc trời có mây nhưng khả năng cao là không mưa. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage cao cấp Daikyo San, báo hiếu là không chờ đợi.